nhập trung bình của Việt Nam. Ngoài việc phải đối mặt với việc già hóa dân số trong 10 năm tới, với tỷ lệ sinh đang ở mức khá thấp, Việt Nam chúng ta cũng đang trong giai đoạn được cho là thập kỷ mất mát của các nước mới nổi. Thuật ngữ thập kỷ mất mát ban đầu được đặt ra để chỉ cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt chục năm tại Nhật Bản trong những năm 1990. GDP tăng trung bình của Nhật Bản là 1,2%, thấp hơn đáng kể so với các nước thuộc nhóm G7 khác cho tới tận ngày nay. Ở Đông Nam Á, Thái Lan cũng có thể được xem là quốc gia bị gắn mác khái niệm này. Khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 đã được dự báo từ lâu. Từ năm 1985 đến năm 1995, kinh tế Thái Lan tăng trưởng với tốc độ bình quân hàng năm là 9%. Cuối năm 1996, báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của IMF đã cảnh báo nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng quá nóng và bong bóng kinh tế có thể không giữ được lâu. Bạc Thái ngay lập tức mất giá gần 50%. Đồng thời, mức vốn hóa thị trường giảm từ 141,5 tỷ USD xuống còn 23,5 tỷ USD. Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, những quốc gia được xem là con hổ kinh tế châu Á, thời điểm đó bị chịu hậu quả nặng nề nhất. Trước khủng hoảng, cả Hàn Quốc, Thái Lan hay Indonesia đều duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, trên 7% hàng năm. Nền kinh tế Indonesia ngay lập tức bốc hơi 13% vào năm 1997. Sau khủng hoảng, các quốc gia này tăng trưởng chậm lại thấy rõ. Quay lại với Việt Nam hiện nay, liệu chúng ta có bị rơi vào vết xe đổ của Thái Lan hay không? Những gì đang diễn ra những năm gần đây thậm chí còn tồi tệ hơn những gì mà Thái Lan phải đối mặt năm 1997. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc, đại dịch Covid-19, xung đột quân sự giữa Nga-Ukraine làm cho kinh tế cả thế giới chao đảo. Giai đoạn 10 đến 20 năm tới là vô cùng quan trọng với Việt Nam để bước chân vào đội ngũ những nước thu nhập cao. Nếu nhìn lại lịch sử để liên hệ với Việt Nam thì khó ai tin chúng ta sẽ tạo ra những điều bất ngờ. Nhưng không, điều kỳ tích đó hoàn toàn có thể xảy ra đối với Việt Nam. Mặc dù là quốc gia tham gia rất sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu, sự đứt gãy giao thương quốc tế giai đoạn khủng hoảng lại tác động không đáng kể với Việt Nam. Trong khi cả thế giới ghi nhận sự sụt giảm giá trị xuất nhập khẩu, thì Việt Nam vẫn ghi nhận mức xuất khẩu đạt những kỷ lục mới, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2020. Sự thận trọng và những bước đi khôn ngoan trong phòng chống dịch bệnh. Nhiều tổ chức quốc tế dự đoán năm 2022 có thể tăng trưởng trên 7%. Điều đó có nghĩa là Việt Nam vẫn chưa bị rơi vào suy thoái. Thế nên, chúng ta cũng không phải đối diện với khó khăn quá lớn trong việc phục hồi hay tái thiết lại nền kinh tế sau khủng hoảng. Quay lại Thái Lan, quốc gia này những năm 1997 rất giống Việt Nam hiện tại, với vô số những siêu dự án như hệ thống tàu điện ngầm ở Bangkok hay sân bay lớn nhất Đông Nam Á, Suvarnabhumi. Việt Nam hiện tại là có hai tuyến metro ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, đặc biệt là cao tốc Bắc Nam và sân bay Long Thành. Dù rằng những tuyến metro ở Việt Nam hiện cũng đang chậm tiến độ và bị đội vốn, nhưng nó chưa bị đổ vỡ. Ở Thái Lan, cuộc sống khủng hoảng tài chính năm 1997 đã kéo theo sự sụp đổ của hai tuyến đường sắt trên cao là Hopewell, hiện tại vẫn là những trụ đá khổng lồ Á ngữ ở thủ đô Bangkok, và tuyến đường sắt Lavalin Skytrain dùng làm công viên đi bộ do bị bỏ hoang. Riêng sân bay Suvarnabhumi cũng bị chậm tiến độ hàng chục năm và hàng tá tai tiếng liên quan đến tham nhũng. Vì thế, hiện tại với những quyết tâm chính trị và các vị lãnh đạo tài năng, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều Thái Lan trong 10 năm tới. Thậm chí, chính bản thân Việt Nam so với trước đại dịch. Còn bạn có tin vào điều đó không? Hãy để lại bình luận dưới video nhé!